Thưa quý vị, quá trẻ, quá yếu, non kinh nghiệm là những đánh giá tiêu cực mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phải hứng chịu khi lên nắm quyền sau cái chết đột ngột của bố cách đây 10 năm. Tuy nhiên, ông Kim đã nghiền nát mọi sự nghi ngờ, đơn cử là dưới thời ông, Bình Nhưỡng không ít lần khiến thế giới lạnh gáy với vũ khí hạt nhân. Vậy sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng thực sự đến đâu nếu so với các nước? Ông Kim Jong-un đã xây dựng được một quân đội lớn đến mức nào sau 10 năm cầm quyền? Hãy cùng tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay. Ở diễn biến khác, có phải màn đối đầu căng thẳng Đông Tây sắp đẩy lên đỉnh điểm hay không khi Mỹ và các nước châu Âu không chỉ ra sức kiềm tỏa Trung Quốc mà còn lập muôn vàn kế sách để trói chân Nga? Kỷ lục mới đây là chỉ trong vòng thời gian ngắn, Mỹ điều hơn nửa dàn trinh sát cơ đặc vụ siêu khủng hiện có áp sát biên giới Nga. Sự hiện diện của chúng báo hiệu Mỹ đã chính thức tung đòn mạnh để răn đe Moscow, chế dại mà manh động. Nắng gần là chưa đủ, các quốc gia Baltic cũng đang thúc giục Liên minh châu Âu tăng thêm hàng loạt lệnh trừng phạt lên Nga, quyết không để nước này có cơ hội công kích đe dọa an ninh khu vực. Ở diễn biến khác, Nga kéo quân và khí tài tập trận gần đảo Kunashir Kyoto khiến Nhật Bản bất an. Trong khi đó, tàu Trung Quốc cũng tiến vào vùng biển gần đảo tranh chấp trêu ngư Nhật Bản. Cũng đang bị Trung Quốc ngày đêm đe dọa, Đài Loan lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa Patriot. Một số tin tức đáng chú ý khác, Nga phản ứng khi Nord Stream 2 vẫn nằm im trong 6 tháng tới. 18 người thiệt mạng khi di cư từ Indonesia đến Malaysia. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Triều Tiên là một trong những quốc gia bí ẩn và thường được cho là nguy hiểm nhất thế giới bởi khả năng tạo ra vũ khí hạt nhân. Quân đội Triều Tiên có 1,88 triệu người. Đây là số lượng tương đối lớn so với dân số khoảng 25 triệu người. Quân đội Triều Tiên là một trong những quân đội thường trực lớn nhất trên thế giới, có quy mô gấp đôi quân đội Hàn Quốc. Bình Nhưỡng ước tính có hơn 6.000 xe tăng và 10.000 xe bọc thép cũng như 83 tàu ngầm. Về sức mạnh không quân thì Triều Tiên có khoảng 949 máy bay quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu, vận tải huấn luyện và trực thăng. Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã thử nghiệm một số tên lửa chứng tỏ những tiến bộ công nghệ nhanh chóng của nước này. Điển hình là như vào tháng 10 năm 2020, Bình Nhưỡng tiết lộ tên lửa đạn đạo mới của họ. Hiện chưa được đặt tên nhưng được cho là có thể vươn xa tới tận bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ. Triều Tiên cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm khác và tuyên bố là vũ khí mạnh nhất thế giới, nhưng vẫn chưa được tình báo Mỹ chính thức xác định. Trong những năm qua cũng đã có những lo ngại rằng Triều Tiên có thể có một chương trình vũ khí sinh học, nhưng vẫn rất ít thông tin về chương trình này hoặc mức độ tiên tiến của nó. Đầu năm 2021, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết ông sẽ xây dựng một quân đội bất khả chiến bại khi đối mặt với các mối đe dọa từ Hàn Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, gần đến kỷ niệm 10 năm ngày mất của cựu lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý chấm dứt chiến tranh. Hôm 16 tháng 12, các nguồn tin độc lập từ phía Nga và Không quân Hoa Kỳ cho biết, chỉ trong vòng mấy ngày qua, Mỹ đã điều 8 chiếc máy bay do thám RC-135VW Rivetroid đến sát biên giới Nga-Ukraine nhằm theo dõi nhất cử nhất động của Moscow. Điều đáng nói là trong biên chế của mình, Mỹ chỉ có 17 chiếc máy bay do thám loại này và hành động lần này đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Thật vậy, RC-135VW Rivetroid là dòng trinh sát cơ tốt nhất của Washington từ trước đến nay và số lần xuất kích của chúng là khá ít ỏi bởi nó được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát đặc biệt phức tạp, tập trung những điểm nóng trên thế giới như Nga, Iran, Trung Quốc, Triều Tiên và Venezuela. Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, thì các máy bay do thám trên đã áp sát không phận Nga nhằm thu thập thông tin tình báo về tình hình triển khai quân sự của Moscow gần biên giới Ukraine. Những thông tin này sẽ được chuyển về Lầu Năm Góc nhằm đánh giá tình hình, xác định mục tiêu tiêu diệt trong trường hợp có chiến tranh. Hiện tại, tình hình biên giới Nga-Ukraine đang nóng lên từng ngày khi hai bên tiếp tục gườm nhau với việc Nga đã điều động ít nhất là 90.000 quân và 1.200 xe tăng dằn mặt Ukraine, trong khi Kiev cũng điều động gần như toàn bộ khí tài hiện đại nhất của mình nhằm đối đầu Nga. Hai quốc gia từng là anh em thời Liên Xô cũ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung kể từ năm 2014 khi Nga tuyên bố sáp nhập đảo Crimea một cách bất hợp pháp và kích động cuộc nội chiến không hồi kết ở Ukraine. Trước tình hình căng thẳng giữa Moscow và Kiev, Mỹ và NATO cũng đã ngay lập tức hành động bằng việc cấp tốc viện trợ khí tài quân sự cho Ukraine, cũng như điều động máy bay, tàu chiến tiến sát biên giới Nga. Cụ thể, hồi đầu tháng 12, Pháp đã điều động các chiến đấu cơ Mirage quần thảo trên Biển Đen nhằm thử lửa hệ thống phòng không của Nga, trong khi Hoa Kỳ đã cho xuất kích trinh sát cơ RC-135VW và giám sát cơ mặt đất Artemis của Anh cũng góp vốn cho chiến dịch dò thám này với sự xuất hiện của hai chiếc RC-135W trên Biển Đen và một chiếc khác gần khu vực Kaliningrad của Nga. Có thể thấy, Nga đang trong thế lưỡng đầu thọ địch, nhưng với tiềm năng quân sự khủng của mình cùng với kho vũ khí siêu thanh và bội siêu thanh, Mỹ và NATO có thể sẽ phải suy nghĩ lại trong việc có nên giúp hỗ trợ Ukraine đương đầu với Nga hay không. Theo các nhà quan sát, Mỹ và NATO có thể sẽ chọn giải pháp hỗ trợ hạn chế cho Ukraine nhằm giữ chân Nga ở khu vực biên giới thay vì hỗ trợ trực tiếp vốn để rước họa vào thân.
Hôm 16 tháng 12, truyền thông châu Âu đưa tin các nhà lãnh đạo các quốc gia khu vực Baltic và Trung Âu đã đồng loạt hối thúc Liên minh châu Âu-EU cần sớm có giải pháp phù hợp nhằm kiềm tỏa Nga trong bối cảnh EU đang phải hứng chịu rất nhiều sự công kích từ phía Moscow trên mọi mặt trận, từ kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự và vấn đề khí đốt. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo trên còn thúc giục EU cần làm mọi cách để giúp đỡ Litva vì ngày càng có nhiều lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng do bất ngờ từ phía Belarus. Trong tình huống đó, EU và cả NATO sẽ đồng loạt rơi vào cảnh hỗn loạn chưa từng có, vì Litva từ trước đến nay được xem là chốt chặn phía đông của châu Âu nhằm chặn những ảnh hưởng đến từ Nga. Cảnh báo ấn lạnh này được đưa ra tại một cuộc họp gần đây của EU và là một hồi chuông cảnh báo về một cuộc chiến đang đến gần, vận dụng kế sách tiên hạ thủ vi cường đánh phủ đầu đối phương trước. Mỹ, EU và NATO thời gian gần đây đã dùng mọi biện pháp có thể nhằm đẩy lùi Nga xa biên giới EU bằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế, chính trị, ngoại giao đến việc triển khai quân sự dọc theo biên giới với Nga nhằm ứng phó với các tình huống xấu nhất. Trong một buổi trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Latvia Kristaps Kariņš đã bày tỏ sự lo lắng trước mối đe dọa từ phía Nga. Chúng tôi thật sự đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ phía Nga khi chính họ đã khơi mào một loạt các cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi, từ khí đốt thiên nhiên đến việc phát tán các thông tin sai sự thật. Trong khi đó, Tổng thống Latvia Gitanas Nausėda đã không giấu được sự lo lắng trước tình hình biên giới phía đông nước mình. Chúng ta có lẽ đang phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nhất trong 30 năm qua. Tôi không chỉ nói về Ukraine mà còn về sườn phía đông của NATO, Belarus, quốc gia có mối quan hệ thân thiết với Nga, có thể sẽ làm bàn đạp để Nga tiến vào châu Âu. Trống đánh xuôi càng thổi ngược, không giống với các quốc gia Baltic, một số quốc gia trong EU hiện tại vẫn duy trì mối quan hệ thương mại và cung cầu chặt chẽ với Moscow, nên việc thông qua các biện pháp trừng phạt Nga có thể sẽ là một vấn đề khó nhằn. Đơn cử là Đức, quốc gia có tiếng nói quan trọng nhất nhì trong EU, lại đang phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga. Do đó vẫn chưa rõ Berlin sẽ đồng loạt nhất tề chống lại Moscow hay chỉ là giơ cao đánh khẽ nhằm duy trì quan hệ với Nga. Trong khi đó, Moscow cũng đang gieo bức an cho Tokyo liên quan đến vấn đề tranh chấp đảo. Hôm 16 tháng 12, Nhật Bản đã chính thức lên tiếng phản đối việc Nga tổ chức tập trận ngoài khơi đảo Kunashir Kyoto. Trả lời trước báo giới, Bộ Ngoại giao nước này cho biết, việc Moscow tập trận vào thời điểm này sẽ làm gia tăng căng thẳng cũng như hoài nghi về sự hiện diện của Nga trong khu vực, điều mà Nhật Bản luôn coi là mối đe dọa với an ninh của mình. Đáp lại, phía Nga cho biết đã thông báo trước cho Nhật Bản về cuộc tập trận, nên không có chuyện Tokyo bị bất ngờ và bị động. Ngoài ra, cuộc tập trận là nhằm mục đích kiểm tra và đánh giá năng lực của lực lượng quân sự Nga, không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Trong suốt nhiều thập kỷ kể từ sau Thế chiến thứ hai, cả Tokyo và Moscow đều đã luân phiên nhau tổ chức các cuộc gặp gỡ, tham vấn nhằm ký kết hiệp ước hòa bình chính thức. Tuy nhiên, trở ngại chính lại liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Kuril theo cách gọi của Nga hay lãnh thổ phía Bắc theo cách gọi của Nhật Bản. Tình hình ở biển Hoa Đông ngày càng thêm phức tạp, tờ Sputnik News đưa tin. Mới đây thì 4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến vào khu vực mà Nhật tuyên bố là lãnh hải của mình ở ngoài khơi quần đảo tranh chấp giữa hai nước. Bắc Kinh gọi nhóm đảo không người này là điếu ngư, Tokyo gọi là Senkaku. Cụ thể thì 4 tàu hải cảnh đã hải hành trong vùng biển thuộc khu vực tranh chấp trong khoảng 2 giờ. Đáng lưu ý là một tàu trong số đó dường như được trang bị pháo tự động. Kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2021 đến nay, tức khoảng gần một tháng qua, thì phía Trung Quốc đã điều tàu thăm hỏi vùng biển ngoài khơi Senkaku 33 lần. Được biết, màn tranh chấp nhóm đảo giữa Tokyo và Bắc Kinh nổ ra từ những năm 1960. Đây là nơi có mỏ dầu nằm giữa lãnh hải hai nước. Kể từ năm 1972, Senkaku điếu ngư nằm dưới sự kiểm soát hành chính của Nhật. Vào năm 2012, căng thẳng bùng phát khi Tokyo mua lại hòn đảo từ một chủ sở hữu tư nhân người Nhật. Động thái này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình lớn ở Trung Quốc. Người biểu tình đã kéo đến đập phá nhiều nhà hàng xí nghiệp Nhật hoạt động tại đây. Cũng đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc, Đài Loan mới đây đã đạt được bước tiến mới trong phòng vệ. Một quan chức quân sự cấp cao vừa tiết lộ vào hôm thứ Năm ngày 16 tháng 12 rằng, nhiều lần thảo luận với Mỹ, Đài Loan sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa Patriot tại hòn đảo. Lần thử nghiệm này nhằm mục đích kiểm tra xem Đài Loan có thể vận hành tên lửa Patriot trong tương lai hay không, thay vì gửi đến trường bắn Wasatch ở New Mexico, Mỹ 2 năm một lần để thực hiện. Được biết thì Mỹ sẽ chuyển giao công nghệ liên quan cho quân đội Đài Loan. Cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện ở Đài Loan vào năm tới trong vòng 1 năm. Quan chức quân sự Đài Loan cấp cao nói thêm rằng, nếu cuộc thử nghiệm diễn ra suôn sẻ, thì Mỹ có thể cho phép Đài Loan tự mình thử nghiệm tên lửa Patriot ở tương lai, theo Liberty Times đưa tin. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Đài Loan và Mỹ vào hồi tháng 4 vừa qua đã ký một thỏa thuận về việc tái chứng nhận tên lửa Patriot. Trong đó, Đài Loan đã được liệt kê là địa điểm thử nghiệm. Các hợp đồng trước đây luôn chỉ định Hoa Kỳ là địa điểm thử nghiệm. Mỗi lô bao gồm 48 tên lửa Patriot và sẽ mất khoảng 7 đến 8 tháng để được chứng nhận, với thủ tục dự kiến kéo dài từ năm 2023 đến năm 2030. Tổng chi phí ước tính là 16,42 tỷ đài tệ, tương đương 590,35 triệu đô la.
Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Cơ quan mạng lưới liên bang, cơ quan quản lý năng lượng của Đức hôm 16 tháng 12 cho biết sẽ không có quyết định nào về Nord Stream 2 được đưa ra trong nửa đầu năm 2022. Trước đó, cơ quan quản lý đã tạm dừng quá trình chứng nhận của đường ống dẫn khí do nhà điều hành Nord Stream 2 AG có trụ sở tại Thụy Sĩ phải đăng ký một công ty con tại Đức. Quá trình cấp giấy chứng nhận sẽ nối lại sau khi mọi thủ tục hoàn thành. Phản ứng trước tuyên bố trên, đại diện của Nga tại Liên minh châu Âu EU Vladimir Chihov cho rằng động thái này nhuốm màu sắc chính trị. Được biết, việc xây dựng Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức qua biển Baltic đã hoàn thành vào ngày 10 tháng 9. Để bắt đầu vận hành, nhà điều hành của dòng chảy Phương Bắc 2 đã được cơ quan quản lý của Đức bật đèn xanh. Một chiếc thuyền chở những người di cư không có giấy tờ từ Indonesia đã bị lật ngoài khơi bờ biển phía nam Malaysia, ít nhất là 18 người thiệt mạng. Các quan chức của cơ quan thực thi hàng hải và hải quân Malaysia cho biết, con thuyền chở 50 người từ Lombok, Indonesia, con thuyền bị lật bởi sóng mạnh trong thời tiết mưa bão và sau đó đã được tìm thấy ngoài khơi bang Johor hôm thứ Tư ngày 15 tháng 12. 14 người đã được giải cứu và hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp tục đối với gần 20 người khác vẫn mất tích. Các nhà chức trách cho biết họ sẽ mở một cuộc điều tra để xác định kẻ chủ mưu đã dàn xếp việc vận chuyển người di cư bất hợp pháp này. Vụ tai nạn này là vụ tai nạn mới nhất trong chuỗi thảm họa đường thủy giữa Indonesia và Malaysia. Chúng thường liên quan đến những người lao động đang tìm kiếm việc làm trong các nhà máy và đồn điền của Malaysia. Ngọc Anh xin chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế ngày 15 tháng 12 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Liên quan căng thẳng eo biển Đài Loan, quân đội hòn đảo vừa vạch trần kế hoạch tấn công của Trung Quốc, chỉ rõ 3 điểm yếu chí tử, đó là những gì? Đáp lại, tờ báo Diều Hâu Global Times phản ứng gay gắt khi quân đội Trung Quốc bị vạch trần 3 điểm yếu. Bà Thái Anh Văn nhấn mạnh, hợp tác Đài Loan-Mỹ-Nhật là rất cần thiết với an ninh khu vực. Trong chuyến thăm Đông Nam Á, Ngoại trưởng Mỹ cảnh cáo Trung Quốc phải dừng lại các hành động ngăn ngược ở châu Á-Thái Bình Dương. Một số tin tức đáng chú ý tiếp theo. Mỹ tập trận mô phỏng chiến tranh không gian đối phó Nga-Trung. Washington nói không có thái độ thù địch và đang chờ cơ hội đàm phán với Triều Tiên. Các cường quốc phương Tây tỏ ra bi quan với thỏa thuận hạt nhân Iran. Chiêm ngưỡng màn nước sóng bạc đầu ngoạn mục ở Bồ Đào Nha. Những chiếc thuyền lấp lánh ánh đèn trên dòng kênh Copenhagen. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Thưa quý vị, mở đầu bản tin hôm nay sẽ là điểm nóng eo biển Đài Loan, vấn đề căng nhất trong mâu thuẫn Mỹ-Trung. Cơ quan phòng vệ Đài Loan MND mới đây cho biết, quân đội Trung Quốc POA không dễ xâm lược vì 3 điểm yếu chí tử, đó là những gì? Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Trong bản đánh giá mới nhất của cơ quan phòng vệ MND với tựa đề củng cố hiệu quả chiến đấu của quân đội nhằm chuẩn bị Trung Quốc xâm lược Đài Loan 2025, phó lãnh đạo MND ông Wang Hin-lung vào hôm thứ Hai 13 tháng 12 vạch rõ kế hoạch tấn công của Trung Quốc và 3 sai lầm chí tử mà POA dễ phạm phải. Tướng Wang nói, lực lượng không quân và tên lửa POA sẽ phóng tên lửa nhằm vào hệ thống phòng không, trạm radar và các cơ sở chỉ huy của Đài Loan để khai hỏa cho màn tấn công. Trung Quốc cũng nỗ lực làm tê liệt lực lượng chủ lực và các căn cứ quân sự của Đài Loan bằng đòn tấn công sóng điện từ. Kế tiếp, POA đưa binh sĩ đến bờ biển phía đông nam, triển khai chiến hạm đến Tây Thái Bình Dương nhằm ngăn cản Mỹ, Nhật và một số đồng minh có thể can thiệp. Trung Quốc gần đây đã tăng cường năng lực tấn công chớp nhoáng, đổ bộ cực kỳ chính xác với các khí tài đáng gờm như là tàu tấn công đổ bộ, vận tải cơ, trực thăng v.v. Tất cả nhằm chiếm được hòn đảo chính của Đài Loan trước khi nước thứ ba chen chân vào. Tuy nhiên, Trung Quốc lại có 3 điểm yếu. Thứ nhất, tướng Wang chỉ ra POA thiếu khí tài để vận chuyển binh sĩ ngay lập tức phong tỏa Đài Loan. Ông Wang cho rằng Trung Quốc có thể phải chuyển quân theo nhiều đợt khác nhau. Như vậy là mất lợi thế lấy thịt đè người và Đài Loan sẽ có thể phản công, lấy ít địch nhiều. Ông Wang nói thêm, hải quân POA hiện thiếu các tàu RoRo để triển khai lực lượng đến cảng biển và thiếu vận tải cơ để chiếm đóng các sân bay và căn cứ trên bộ. Ông Wang còn nhấn mạnh, lực lượng Đài Loan sẽ phòng thủ mạnh mẽ ở bến cảng và sân bay, không dễ cho Trung Quốc nút chững trong thời gian ngắn. Việc đổ bộ lên bờ biển của hòn đảo đối với POA mà nói, tồn tại hiểm họa cực kỳ lớn. Điểm yếu thứ hai của POA, ông Wang cho biết, năng lực hậu cần của Trung Quốc cũng hạn chế. Các nguồn cung cấp bổ sung đạn dược, thực phẩm y tế sẽ cần phải vận chuyển thường xuyên từ Hoa Lục đến eo biển Đài Loan bằng đường thủy và đường hàng không. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Đài Loan sẽ tận dụng ưu thế hiểu rõ đặc điểm quanh eo biển để tấn công tiêu diệt tàu tiếp tế Trung Quốc. Điểm yếu thứ ba có thể khiến POA thất bại cay đắng chính là Trung Quốc không thể huy động hết lực lượng đánh chiếm Đài Loan vì còn phải phòng thủ trước hàng loạt căn cứ quân sự của Mỹ và Nhật Bản ở khu vực. Trung Quốc cũng phải để lại binh lính dự phòng để canh giữ biên giới Ấn Độ cũng như trên Biển Đông.
Ông Quang kết luận sẽ không có chiến tranh eo biển trong nhiệm kỳ của lãnh đạo Thái Anh Văn, kết thúc vào năm 2024. Nhận định này trùng khớp với tuyên bố trước đó của lãnh đạo phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính, người nói rằng Trung Quốc sẽ đủ khả năng tổng tiến công xâm lược vào năm 2025. Chúng ta vừa xem nhanh qua bảng đánh giá rất chi tiết của Đài Loan về kế hoạch tấn công chiếm đảo cũng như 3 điểm yếu của Trung Quốc, vì tất cả đều được truyền thông hòn đảo công khai, nên các nhà bình luận từ bên kia eo biển cũng đã nghe thấy rõ. Ngay lập tức thì ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu thuộc chính phủ Trung Quốc đã đăng đàn đáp trả. Chúng ta hãy nghe xem ông Hồ có gì để nói về 3 điểm yếu chí tử bị Đài Loan vạch trần. Trong bài viết, tổng biên tập tờ báo có quan điểm Diều Hâu từ Bắc Kinh đã dùng từ Trung Quốc, Đại Lục và Đài Loan để nhấn mạnh hòn đảo thuộc quyền kiểm soát của chính quyền ở Bắc Kinh. Ông viết, một khi Đại Lục đã quyết chiến để thống nhất hòn đảo trở về đất mẹ, tin chắc rằng kết cục sẽ được định đoạt chỉ trong vài giờ. Quân đội Đài Loan sẽ không bao giờ phản công hiệu quả, cũng như Mỹ và đồng minh cũng phản ứng kém cỏi. Ông Hồ nhận định. Ông Hồ tóm gọn lại báo cáo của lực lượng phòng vệ Đài Loan là đòn tấn công của POA gồm 3 bước, bao vây và tung đòn chiến tranh tâm lý, oanh kích làm tê liệt các lực lượng và cuối cùng là đổ bộ chiếm đảo. Về 3 điểm yếu đáng chú ý nhất chính là POA thiếu phương tiện vận chuyển xuyên eo biển, thiếu khả năng hậu cần và phải chia nhỏ lực lượng để chống trả Mỹ Nhật. Ông Hồ viết rằng, bản thân tôi từng phục vụ trong quân ngũ và đã theo dõi diễn biến ở eo biển suốt thời gian dài. Ta có thể nói, bản đánh giá mới đây chỉ nhằm mục đích tuyên truyền của chính quyền đảng Dân Chủ Tiến Bộ. Nó không chỉ làm phiền lòng và gieo rắc nỗi căm ghét giữa người dân đôi bờ eo biển, mà còn nhằm cảnh báo khẩn cấp ra tín hiệu cầu cứu Mỹ-Nhật hãy bảo vệ Đài Loan. Ngòi bút của ông Hồ tiếp tục mỉa mai, quân đội Đài Loan rất dễ tổn thương. Phía Đại Lục đã phát triển năng lực quân sự vượt trội. Một khi đã dùng vũ lực để sáp nhập, quân đội Đài Loan sẽ không thể lường được các hành động của POA. Đòn tấn công sẽ vượt ngoài sức tưởng tượng do Trung Quốc áp đảo Đài Loan cả về quân số lẫn thiết bị. Theo cây bút của Hoàn Cầu, cuộc chiến căng thẳng gần đây nhất trên thế giới là khi Mỹ tấn công chính quyền Saddam ở Iraq vào năm 2003 và đã 18 năm trôi qua. Trong thời gian đó, công nghệ quân sự đã phát triển thần tốc, riêng thiết bị không người lái đã phát triển tới mức không tưởng, và ông Hồ cho rằng Trung Quốc đứng đầu thế giới về công nghệ máy bay không người lái vũ trang. Tổng biên tập khoe khoang rằng ý chí chiến đấu của POA để thu phục Đài Loan thừa sức đè bẹp tinh thần của Mỹ. Giờ đây, căng thẳng ở eo biển đang sôi sùng sục và nguy cơ xung đột quân sự ngày càng tăng cao. Vậy nhưng, Mỹ chỉ nói rằng đảm bảo Đài Loan đủ năng lực phòng vệ. Ông Hồ suy đoán, người Mỹ cũng thừa hiểu họ phải nhận lấy thương vong thảm khốc nếu can thiệp vào vấn đề eo biển. Ông Hồ đe dọa quân đội Trung Quốc có thể dùng đến sức mạnh hạt nhân, khiến cho lựa chọn tham chiến ở Đài Loan ngày càng xa vời đối với Washington. Trong đoạn cuối bài viết, ông Hồ nói quân đội Đài Loan sẽ bị đánh tan tác trong vài chục tiếng đồng hồ và hy vọng nước ngoài can thiệp cũng lụi tàn nhanh chóng. Ai chống đối sẽ bị triệt tiêu, tinh thần chiến đấu của Đài Loan sẽ bị hạ gục, binh sĩ Đài Loan sẽ buông súng đầu hàng. Song song đó, những người đứng đầu đảng Dân Chủ Tiến Bộ cũng khoanh tay chịu trói hoặc bị chặt đầu ngay lập tức. Dù ông Hồ dùng chữ chặt đầu trong ngoặc kép, nhưng đó vẫn là một sự răn đe rất ngang nhiên và thiếu kiềm chế. Như vậy, cả hai phía Đài Trung đều đã góp tiếng nói về kịch bản một đòn tấn công của Trung Quốc nhằm vào hòn đảo tự trị, yêu dân chủ, hai kết cục trái ngược nhau hoàn toàn. Kịch bản nào có khả năng xảy ra lớn hơn? Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin hãy để lại bình luận ở bên dưới. Lãnh đạo Thái Anh Văn, người phụ nữ quyền lực thứ 9 thế giới do tạp chí Forbes bình chọn, mới đây phát biểu kêu gọi sự hợp tác của Đài Loan, Mỹ, Nhật đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết để đảm bảo an ninh khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong sự kiện đối thoại an ninh ba bên Đài Mỹ Nhật lần thứ 10 do Tổ chức Nghiên cứu Viễn cảnh Đài Loan thực hiện, bà Thái Anh Văn nhắc lại, vào năm ngoái bà đã mô tả 2020 là giai đoạn thách thức cam go nhất đối với hơn 23 triệu người dân. Còn về năm 2021, nữ lãnh đạo cho rằng hầu hết thách thức vẫn còn nguyên vẹn, nhưng 12 tháng qua cùng chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Đài Loan với các nền dân chủ có cùng chí hướng trên toàn cầu. Bà Thái đánh giá hợp tác với Tokyo và Washington là ưu tiên của Đài Bắc. Chính quyền Đài Loan đã đóng góp khẩu trang và nhiều thiết bị bảo hộ cho Mỹ Nhật trong giai đoạn đầu bùng phát đại dịch. Đáp lại, hai cường quốc cũng hỗ trợ Đài Loan 8,2 triệu liều vaccine. Đó giống như là một chiếc phao cứu sinh giữa thời điểm nguy khó, khi Đài Loan kiệt sức để đảm bảo nguồn sinh phẩm quý giá. Tiếp tục bài phát biểu, bà Thái cho hay Đài Loan sẵn sàng và đủ khả năng đóng vai trò quan trọng giúp thế giới chiến đấu dịch bệnh, vực dậy kinh tế, mở rộng chuỗi cung ứng và sát cánh của Mỹ Nhật trong những công cuộc to lớn này. Nữ lãnh đạo dẫn chứng thỏa thuận TTIC, viết tắt của Hợp tác Thương mại và Đầu tư Công nghệ Đài Loan - Hoa Kỳ, được công bố tuần trước là một bước tiến vững chắc trên con đường hợp tác song phương. Kế đó, bà Thái cảm ơn cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vì đã ủng hộ Đài Loan tham gia vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Bà Thái Anh Văn mô tả sự trỗi dậy của các chính phủ độc tài là hồi chuông cảnh tỉnh và kêu gọi người dân Đài Loan không chủ quan khi ứng phó sự đe dọa từ bên ngoài, cũng không thể quỵ lụy trước cường quyền.
Đài Loan có nhiều thứ để chia sẻ với thế giới, theo bà Thái Anh Văn nhấn mạnh. Bà cho rằng Đài Loan đã chứng minh sự đóng góp của mình trong nhiều sự kiện quốc tế gần đây, bao gồm Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ do Mỹ chủ trì và Diễn đàn Mở Quốc hội do ba nước vùng Baltic tổ chức vào đầu tháng 12 vừa qua. Bà Thái Anh Văn khẳng định Đài Loan luôn mong muốn hợp tác với các nền dân chủ để bảo vệ lợi ích chung. Chuyển sang một sự kiện ngoại giao đáng chú ý, như FBNC đã đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang công du Đông Nam Á với điểm dừng chân đầu tiên là Indonesia. Theo tờ The Guardian, ông Blinken đang nhân chuyến thăm đến khu vực để răn đe Trung Quốc cần kiềm chế những hành động hung hăng và cam kết Washington sẽ tăng cường hợp tác với đồng minh. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang cố gắng tái sinh và xem trọng hơn việc gây dựng sức ảnh hưởng ở châu Á sau thời kỳ khó đoán dưới thời ông Donald Trump. Ông Blinken cho biết Mỹ sẽ làm việc với đối tác và đồng minh để bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ cũng như đảm bảo mỗi quốc gia có quyền chọn con đường riêng của họ. Ngoại trưởng Mỹ nói tiếp đó là lý do vì sao có rất nhiều nỗi lo ngại từ Đông Bắc Á đến Đông Nam Á, từ sông Mekong đến các đảo giữa Thái Bình Dương vì những hành động ngang nhiên của Bắc Kinh. Tuyên bố các vùng biển mở là của mình, làm xói mòn thị trường tự do thông qua các công ty con thuộc tập đoàn nhà nước, chối bỏ hàng xuất khẩu và bẻ gãy thỏa thuận với những quốc gia mà Bắc Kinh không đồng ý với chính sách của họ. Trích lời Ngoại trưởng Blinken tố cáo hàng loạt hành động ngang ngược và hung hăng của Trung Quốc. Các nước trên khắp khu vực mong muốn loại hành vi cư xử này phải chấm dứt, và chúng tôi cũng muốn như vậy, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định trong bài phát biểu tại Đại học Indonesia ở Jakarta. Ông nói thêm Washington quyết tâm đảm bảo tuần hành tự do hàng hải trên Biển Đông, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh đe dọa sự lưu thông của khối lượng hàng hóa trị giá hơn 3.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm ở tuyến đường biển cực kỳ quan trọng và bận rộn này. Mặt khác, ông Blinken cũng nhấn mạnh Washington mong muốn tránh xung đột rực lửa tại khu vực, cho rằng không nên có cuộc đối đầu giữa phe thân Trung Quốc hay phe thân Mỹ ngay giữa Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền phi lý đối với phần lớn Biển Đông giàu tài nguyên, gây nên tranh chấp chủ quyền với 4 nước Đông Nam Á. Bắc Kinh cũng bị cáo buộc triển khai hàng loạt khí tài hạng nặng như tên lửa diệt hạm và tên lửa không đối đất, phớt lờ phán quyết của Tòa Thường trực Quốc tế năm 2016. Tòa án đã bác bỏ yêu sách chủ quyền biển trái phép của Trung Quốc. Sau chuyến thăm Indonesia, ông Blinken tiếp tục công du đến Malaysia và Thái Lan. Theo The Guardian, chính quyền ông Biden tiếp nối chủ trương cứng rắn của người tiền nhiệm Donald Trump đối với Trung Quốc. Mỹ hiện xem Trung Quốc là đối thủ chiến lược nguy hiểm hàng đầu. Thưa quý vị, thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Nhật Bản đang lên kế hoạch xây dựng các căn cứ viễn chinh và thiết lập cơ cấu chỉ huy quân đội trong các cuộc tác chiến chung. Và đây là bước chuẩn bị cho các cuộc tập trận quy mô lớn giữa hai nước trong năm tới. Đại tá Matthew Tracy, sĩ quan chỉ huy Trung đoàn 4, Thủy quân lục chiến Mỹ tại Nhật Bản cho biết, lực lượng này đang thay Tư lệnh Bộ Chỉ huy Mỹ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, Indo-PACOM, thử nghiệm khái niệm EIPO. Được biết, EIPO đề cập đến việc Thủy quân lục chiến thiết lập các căn cứ nhỏ để nâng cao hoạt động viễn chinh. Đại tá Tracy cho biết, Thủy quân lục chiến Mỹ và Nhật Bản đã xây dựng được 12 căn cứ viễn chinh trên 4 hòn đảo trải dài từ trung tâm huấn luyện tác chiến trong rừng rậm ở phía bắc Okinawa cho đến tận Yasubetsu. Okinawa nằm ở cực nam của Nhật Bản, trong khi Yasubetsu cách đó hơn 1.800 dặm về phía tây bắc. Hiện Sư đoàn 3 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và Sư đoàn 9 của quân đội Nhật đang tiến hành cuộc tập trận Resolute Dragon kéo dài từ ngày 4 tháng 12 đến 17 tháng 12. 2.600 lính thủy đánh bộ Mỹ và 1.400 lính Nhật đã tham gia cuộc diễn tập. Được biết, Thủy quân lục chiến Mỹ cùng các tàu hải quân Hoa Kỳ và quân đội Nhật Bản sẽ diễn tập kịch bản phát hiện và tấn công các mục tiêu bằng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao. Các hoạt động khác trong khuôn khổ cuộc tập trận sẽ bao gồm tác chiến bộ binh trong đô thị, diễn tập tiếp nhiên liệu chung và huấn luyện y tế, mô phỏng xử lý tình huống thương vong. Đại tá Tracy tiết lộ, một phần mục đích của cuộc tập trận là diễn tập cách hệ thống chỉ huy Mỹ-Nhật điều phối các hoạt động chung của quân đồng minh. Thủy quân lục chiến sẽ lấy kinh nghiệm có được từ cuộc tập trận Resolute Dragon 2021 để áp dụng cho cuộc diễn tập King Edge quy mô trên toàn Thái Bình Dương do Indo-PACOM tổ chức vào năm tới. Theo tờ Stars and Stripes đưa tin, nhóm chiến cơ tàng hình tối tân thế hệ thứ 5 F-35 của lực lượng không quân Mỹ đóng tại Alaska đã đến Nhật Bản để tham gia nhiệm vụ huấn luyện cùng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và không quân Nhật. Thông tin từ lực lượng không quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, PACAF, các máy bay F-35A Lightning II từ cánh máy bay chiến đấu số 354 thuộc căn cứ không quân Eielson, Alaska đã đến trạm không quân thủy quân lục chiến Iwakuni vào ngày 3 tháng 12 để tham gia chiến dịch Iron Dagger. Hiện phi đội đang huấn luyện với lực lượng viễn chinh thủy quân lục chiến 3 và lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản trong nhiệm vụ cải thiện khả năng liên lạc và hiệp đồng tác chiến. Đại úy Veronica Pere, phát ngôn viên của PACAF cho biết chiến dịch Iron Dagger
Niger, tạo cơ hội để lực lượng của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Mỹ trở nên năng động hơn, tác chiến nhanh nhẹn với các đồng minh cũng như dàn chiến cơ thế hệ thứ 5 tân tiến của thủy quân lục chiến, từ đó góp phần duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu. Được biết, lực lượng phòng không thủy quân lục chiến số 1 của Mỹ đã điều động 2 phi đội tham gia cuộc tập trận, gồm F-35B là loại chiến cơ cất cánh ngắn, phiên bản hạ cánh thẳng đứng của Lightning II, và F-35A là loại máy bay thông thường cần có đường băng để cất và hạ cánh. Trong nội dung huấn luyện, các phi đội được yêu cầu thực hành di chuyển nhanh chóng đến mạng lưới các sân bay nhỏ ở Tây Thái Bình Dương, tránh bị tên lửa của Trung Quốc tấn công trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Hiện chưa rõ phía Nhật Bản điều động những loại chiến cơ nào tham gia cuộc tập trận. Tokyo cũng đang sở hữu khoảng 20 tiêm kích tàng hình F-35A đóng tại căn cứ không quân Misawa ở phía Đông Bắc. Nhật Bản cũng có kế hoạch mua 147 chiến cơ tàng hình đa nhiệm, trong đó có 42 chiếc F-35B. Quân đoàn nhảy dù thuộc không quân Trung Quốc gần đây triển khai nhiều loại máy bay không người lái drone để hỗ trợ binh sĩ tập trận tấn công. Dễ thấy, drone là trợ thủ đắc lực hỗ trợ binh sĩ tiến sâu vào vùng nguy hiểm của kẻ thù. Tuy nhiên, không quân Trung Quốc đang muốn sử dụng loại vũ khí này như thế nào? Theo Nhật báo Khoa học và Công nghệ từ Bắc Kinh, dẫn lời chuyên gia vào thứ Hai cho biết, quân đoàn nhảy dù gần đây tập trận chiếm giữ và kiểm soát tại vị trí chiến lược ở trung tâm tỉnh Vân Nam. Kịch bản như sau, lính nhảy dù tiến sâu vào lãnh địa nguy hiểm của kẻ thù, vì vậy cần thêm đạn dược. Chỉ một phút sau đó, một drone cánh quay cỡ trung mang theo gần 50 kg đạn đã bay tới tiếp viện cho nhóm nhảy dù. Khi cuộc chiến tiếp diễn, một số binh sĩ bị thương, lúc đó một loại drone cánh quay hạng nặng được triển khai tránh né tên lửa diệt tiêm kích của kẻ địch bằng cách bay tầm thấp để đưa binh sĩ về nơi an toàn. Trong đòn tấn công chốt hạ vào căn cứ kẻ địch, 8 chiếc quadcopter, tức máy bay không người lái nhiều cánh quạt, sẽ dàn hàng hơn 10 km, tạo thành lá chắn bảo vệ để thực hiện áp sát, bắt đối phương đầu hàng. Chuyên gia Lee Quillon cho biết drone có ưu điểm là tốc độ nhanh, khó bị phát hiện và độ chính xác rất cao. Khi được đưa vào chiến đấu, drone giúp hạn chế thương vong và tận dụng được thời cơ vàng. Drone còn có thể tiếp tế hiệu quả cho lực lượng tuyến đầu trong nhiều trường hợp. So sánh với drone, phần tải cơ rất lộ liễu và dễ bị đối phương bắn hạ. Đối với không chiến, lính nhảy dù càng tiến sâu vào lãnh địa thù địch thì việc chi viện càng khó khăn. Đó là lúc drone trở thành một sự lựa chọn tuyệt vời về mặt chiến thuật. Bên cạnh đó, drone cũng có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công. Quý vị thân mến, trước các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga, đặc biệt là chỉ vài tuần sau khi Nga bắn hạ một vệ tinh liên lạc cũ, Mỹ đang thử nghiệm nhiều cách để phục hồi vệ tinh cách bề mặt trái đất vài dặm, trong đó có sử dụng cả chiến thuật trong chiến tranh không gian. Ngày nay, vệ tinh rất quan trọng đối với thông tin liên lạc quân sự, điều hướng định vị toàn cầu và thời gian trong trường hợp chiến tranh. Sau khi Nga tiến hành thành công vụ thử tên lửa chống vệ tinh vào tháng 11, các quan chức Mỹ cho rằng họ phải ngày càng cải tiến khả năng chống lại các cuộc tấn công vào mạng lưới vệ tinh và tăng cường huấn luyện cờ không gian. Theo đó, Mỹ đang tổ chức cuộc tập trận huấn luyện không gian mô phỏng cờ không gian. Đây là cuộc tập trận thứ 13 và là cuộc tập trận thứ 3 có sự tham gia của các đối tác như Anh, Canada và Úc. Cuộc thử nghiệm có máy tính hỗ trợ bao gồm khả năng bắn hạ vệ tinh theo dõi tên lửa Mỹ, gây nhiễu vệ tinh và các hiệu ứng chiến tranh điện tử khác, lên những chiến thuật trong chiến tranh không gian. Các vệ tinh thực tế không được sử dụng. Cuộc thử nghiệm này của Mỹ được xem như là một trò chơi chiến tranh không gian. Trò chơi này kéo dài 10 ngày, mô phỏng năng lực của quân đội Hoa Kỳ trong không gian đứng trước một nhóm đối thủ có khả năng xâm lược như Nga hoặc Trung Quốc. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc sẽ đi thăm các căn cứ của Hoa Kỳ trong tuần này khi dự thảo ngân sách năm 2023 của chính quyền ông Biden có hiệu lực. Bộ Quốc phòng hy vọng ngân sách sắp tới sẽ giúp cho quân đội nước này có thể răn đe Trung Quốc và Nga. Chuyển sang thông tin về căng thẳng Nga-Ukraine, hôm thứ Hai, Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc thảo luận với Thủ tướng Anh Boris Johnson đã cáo buộc rằng các thành viên khối liên minh quân sự NATO đang đe dọa Nga bằng cách mở rộng hoạt động ở Ukraine. Tình báo Mỹ đánh giá Nga có thể tấn công Ukraine vào mùa xuân sắp tới, huy động tới 175.000 binh sĩ. Điện Kremlin phủ nhận và cho rằng phương Tây có tâm lý sợ Nga. Trong khi đó, phố Downing cho biết, suốt cuộc điện đàm, Thủ tướng Johnson đã cảnh báo Tổng thống Putin rằng bất kỳ hành vi gây bất ổn nào ở Ukraine đều là sai lầm chiến lược và sẽ nhận về hậu quả to lớn. Ông Johnson nhấn mạnh cam kết đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Thủ tướng bày tỏ lo ngại sâu sắc của Vương quốc Anh đối với việc Nga tập kết binh sĩ gần biên giới và nhấn mạnh vai trò quan trọng của các kênh ngoại giao để làm giảm căng thẳng, hướng tới giải quyết vấn đề trong lâu dài, theo thông báo từ chính phủ Anh. Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 12. Cuộc trao đổi xoay quanh về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế trong bối cảnh căng thẳng cao trào giữa Nga-Trung Quốc với phương Tây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân thông báo về cuộc điện đàm nhưng chưa công bố kế hoạch chi tiết. Ông Uông nói trong cuộc họp báo vào thứ Hai rằng lãnh đạo hai nước sẽ đánh giá toàn diện quan hệ Trung-Nga và sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Ông Uy cho biết, hai nguyên thủ sẽ thống nhất đường hướng phát triển mối quan hệ song phương vững chắc hơn cho năm 2022 sắp tới, thắt chặt sự tin tưởng sâu sắc giữa Trung Quốc và Nga. Trong những năm gần đây, Nga và Trung Quốc đang có nhiều điểm chung về chính sách đối ngoại để chống lại sự thống trị của Mỹ đối với trật tự chính trị và kinh tế toàn cầu, theo hãng tin AP chỉ ra. Cả hai nước đều bị phương Tây áp đặt trừng phạt, với Bắc Kinh bị trừng phạt do ngược đãi nhân quyền ở Tân Cương, đàn áp phong trào dân chủ Hồng Kông. Trong khi đó, Nga bị cáo buộc tấn công mạng và nỗ lực xâm chiếm lãnh thổ Ukraine. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, mới đây Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết,